Lần đầu tiên các anh thực hiện là cái món này nhá, anh em xem và góp ý nhá. Rồi, đây là miết. Rồi, mời anh em nhá. Mời các bạn nhá. Ngon tuyệt. Xin chào anh em. Xin chào các bác nhá. Tôi Thất Anh, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một món vô cùng đặc biệt, vô cùng ngon, vô cùng truyền thống. Nhưng mà lần đầu tiên Thất Anh làm, lần đầu tiên Khắc Anh thực hiện là cái món này nhá, anh em xem và góp ý nhá. Rồi, đây là miết. Lần đầu tiên Khắc Anh thực hiện là cái món này nhá, anh em xem và góp ý nhá. Rồi, đây là miết. Rồi, mời anh em nhá. Mời các bạn nhá. Ngon tuyệt. Xin chào anh em. Xin chào các bác nhá. Tôi Thất Anh, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một món vô cùng đặc biệt, vô cùng ngon, vô cùng truyền thống. Nhưng mà lần đầu tiên Khắc Anh làm, lần đầu tiên Khắc Anh thực hiện là cái món này nhá, anh em xem và góp ý nhá. Rồi, đây là miết. Khắc Anh sẽ làm món, đây là món nem bò mực. Nem bò mực, đây là món nem bò mực. Nguyên liệu này, nấm này, mộc nhĩ này, mực khô này, thịt bò, trứng này, các kiểu nha, rốt. Rồi sau đây thì sẽ sơ chế chế biến nha anh em nha. Thịt bò anh em nha, thái thịt bò. Lần đầu tiên làm cái món này luôn. Mực này chưa bao giờ được ăn và cũng chưa bao giờ làm luôn mọi người nhé. Không biết ai làm cái món này chưa. Mực khô ngâm mọi người nha. Mình thích ăn mực khô, rất là thơm. Không thích mực tươi. Là sao? Xào thì cũng ăn mực khô ngâm ra dòng xào. Cái mực này mình sẽ thái chỉ không băm nha, thái chỉ. Ở đâu này sẽ băm mấy thịt bò này.
Mực này đã thái xong và cho vào đây anh em nhá. Rồi, cái đầu mực này thịt bò xong. Dao như này nhá, một bộ 200.000, một bộ 8 con. Anh em mua dao thì inbox cho mình sẽ cho địa chỉ để mọi người mua hàng nhé. Dao này họ bán có 200.000 8 con. Nói mọi người có thể không tin nhưng mà cứ hôm nào mình nấu cơm là mình ăn được 3 bát cơm đầy. Hôm nào vợ mình nấu cơm thì thường thường chỉ ăn được 2 bát thôi. Giá đỗ vợ em làm quá nha. Vợ em làm này. Đấy, có làm thì có dư làm để ăn thôi. Nhưng mà có dư nhiều quá nha. Bác nào ăn thì inbox nha. Giá này để mấy ngày trong tủ lạnh nó vẫn ngon lành như này nhá. Không thơm tí nào luôn. Đấy, giá đỗ sạch nha. Gia vị bí kíp. Gia truyền này. Trứng gà nuôi chỉ có ăn thóc này, ăn thóc và ăn rau này của nhà mẹ vợ mình nuôi nhá, và cũng có dư nhiều, bác nào ăn thì inbox. Có cà rốt, bò, mực. Rất là ngon nha. Mì tôm. Dài dài. Dài dài của mực. Thơm của tất cả mọi thứ. Thank you.